Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vũ. Video lần này Vũ sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái cây setup và cân chỉnh cơ bản trên cái micro sennheiser dòng G4 945. Thì những video lần trước Vũ đã giới thiệu và nhiều khách hàng cũng đã gọi đến Vũ hỏi về cách setup và thao tác như nào, và cũng như là hỏi về cách sách sống. Thì nó khá là đơn giản và cũng khá là cơ bản. Thì mình sẽ chia sẻ những video này hướng dẫn cận cảnh cho các bạn có thể tự làm tại nhà. Hoặc những khách hàng đang sử dụng của Thiên Vũ mà vô tình làm mất sóng hay rơi sóng gì, chúng ta có thể tự setup được. Bây giờ mời các bạn cùng Thiên Vũ mở hộp. Đây là sản phẩm mới mình mượn của anh Tuấn, mình chuẩn bị giao, thì mình sẽ sẵn tiện mình sẽ làm video hướng dẫn cho mọi người luôn. Ok, mời mọi người theo dõi. Ok, thì trước mặt các bạn đây chính là cái mặt trước của dòng Sennheiser G4 945. Các bạn sẽ cũng sẽ thắc mắc về mức giá. Thì hiện tại mức giá của dòng G4 này với tem bảo hành chính hãng 2 năm thì mức giá của nó đâu khoảng 18 triệu mấy đó các bạn. Và nó chỉ là một tai mic nha, các bạn lưu ý. Trước mặt ở đây thì nó sẽ có bao gồm là màn hình LED để hiển thị như là sóng, RF, DB. Còn đây là cái kênh sóng. Còn đây là số hẹt và mức pin. Và cái EDUC100 G4 này thì nó là một cái tên, thì các bạn có thể edit được và rename nó lại cái đây, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì đầu tiên thì nó sẽ có những cái control như thế này, thì lên xuống set, set và sin ha. Thì đầu tiên mình sẽ bấm chữ set trước để mình edit, mình sẽ chia sẻ các bạn từng phần. Set các bạn có thể hình dung nó là một cái nút OK hoặc là một cái nút menu. Các bạn click vào thì nó sẽ hiện lên cái chữ menu. Các bạn có thể chọn, nó sẽ bao gồm là quét nè, rồi exit nè, rồi advancer nè, các bạn nè, auto lock nè, đó, EQ nè, nói chung rất là nhiều, đó, output, hướng dẫn bạn từng phần nha, giờ rename nè. Rồi ví dụ như name, mình muốn thay đổi cái chữ EW, ví dụ là cái tên, cái tai mic này của mình đi, mình chỉ cần bấm chữ set, và các bạn có thể chọn chữ, các bạn chọn chữ cái, ví dụ như mình để chữ, cái tai mic này là của anh Tuấn, mình sẽ sửa lại nha, chữ chữ T đi ha. Nó sẽ chạy theo ký tự là chữ hoa nữa nha các bạn. Các bạn đi hết ký tự của chữ chữ thường thì nó sẽ chạy ký tự của chữ hoa. Có số nữa đàng hoàng. Đó, bây giờ nó tới ký tự cái T. Bây giờ kiếm anh Tuấn ha. T. Đây, chữ T. Rồi xong mình bấm OK chữ T, mình sẽ xử lý W. Mình chỉ cần bấm set một cái nữa nó sẽ nhảy qua tiếp tục. Mình lại chọn tiếp. Thì khi mà các bạn setup á thì các bạn không được bấm exit trở về nha, các bạn sẽ bấm tới liên tục. Cái này chúng ta không sửa thì chúng ta bấm nút OK luôn, bấm nút không sửa thì chúng ta bấm OK luôn, thì nó sẽ bấm save lại store. Đó, như vậy là mình đã rename lại cái tên trên cái tai mic. Cái này cũng nhiều bạn những cái đơn giản này, nhưng mà mình nhận được nhiều cuộc gọi hỏi lắm nên mình sẽ hướng dẫn chi tiết tí xíu cho mọi người luôn. Rồi thì mình xong, mình chỉnh cái name xong rồi bắt đầu mình sẽ tới cái phần là băng tần nè. Cái này reset thì các bạn bấm set vô, các bạn có thể chọn. Và ở đây là băng B1 thì chúng ta có thể chuyển lên xuống. Đó, lên xuống qua lại tùy các bạn thích. Rồi mình muốn chuyển qua cái thứ hai, mình chỉ chuyển những cái hạt nhỏ. Đây nói chung là hạt cái và hạt nhỏ đấy, hạt lớn và hạt nhỏ đó. Rồi ví dụ 1 2. Thì sau đó ở trên cái phím ở trên đây của mình cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái frequency ở trên tai mic này, và mình sẽ hướng dẫn cái này sau về cái tính năng cũng như là cách thao tác control trên đây. Thì ở đây là mình đang chuyển 1 2, mình bấm OK, đồng ý. Rồi, OK, và ở đây mình sẽ bấm OK, ở đây control, rồi mình gạt lên, OK, bấm 2. OK, như vậy là đã xong. Rồi mình sẽ alo, các bạn thấy cái sóng trên đây nó sẽ đầy sóng lên. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sách sóng trên đây. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn control ở trên tai mic. OK, thì bây giờ đây là trước mặt các bạn, đây chính là tai mic của Sennheiser G4. Thì nó sẽ có những cái phím control như thế này. Nó sẽ bao gồm là nhấn là OK nha các bạn. Nhấn vào nha, nó có độ nhấn nha. Và gạt lên và gạt xuống. Đó, hiện tại nó có 3 thao tác. Ví dụ như là mình chỉnh cái dB của micro nè. Ví dụ như mình muốn tăng giảm là mình bấm OK vô thôi. Còn mình muốn âm càng thấp đó, tức là nó sẽ lớn lên, dB rất là lớn nha các bạn. Micro nó hút rất là mạnh. Thì chúng ta sẽ cân và tùy chỉnh theo từ hệ thống của chúng ta. Ở Vũ đây hướng dẫn các bạn cái thao tác của nó và hiểu cái thao tác của nó thôi. Thì nói chung đây là cái volume cho đầu nhận của mic nha các bạn. Nói chung là gain á, gain nhận của đầu mic. Rồi thì trên đây nó cũng giống như trên kia thôi, cũng có chọn băng. Thì chúng ta nãy như Vũ chọn băng á thì Vũ bấm OK vô. Bấm OK vô.
đó, và chúng ta chỉ cần ok nó sẽ nhảy qua hai và chúng ta lên xuống thôi nè, đó lên xuống qua lại thôi nè là xong rồi nè, ok thôi, nó sẽ tự động nó store. Thao tác cũng rất là đơn giản giống như ở trên kia rồi, rename ở đây cũng vậy, các bạn có thể đổi name trên đây cũng được luôn nè. Đó chúng ta cũng giống như cái kia, lên xuống qua lại ok và lên xuống qua lại thôi đó. Rồi chúng ta nếu mà chúng ta không đổi gì, chúng ta cứ bấm ok liên tục, nó sẽ tự động nó store cái bảng đó. Nói chung là cực kỳ dễ dàng, không có gì khó cả. Nói chung là nó chỉ có vài thao tác như thế này thôi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đi đến cái phần ví dụ như auto lock nè, thì các bạn bấm ok vào, các bạn muốn lock hay không lock thì chúng ta mở không mở thôi. Chúng ta không lock thì chúng ta chọn là inactive, còn nếu mà chúng ta lock thì chúng ta bấm chữ active luôn chúng mình ha, nó sẽ lock lại ha. Mình không cần lock thì mình sẽ tắt đi. Xong, alo. 1 1 2 3 6 7. Rồi bây giờ tiếp tục thì nó sẽ còn cái EQ này, EQ cực kỳ quan trọng rồi các bạn. Thì các bạn có thể set được cái EQ ví dụ những cái gì đó mà nó không cắt EQ á, ví dụ như là con Voice một Pro này đi, mình đang quay bằng cái tiếng này thì nó trên cái băng tần không biết là hãng đã setup bên trong là đã có cắt hay chưa, nhưng mà thường thường micro thì mình sẽ cắt 100 Hz ví dụ như vậy. Thì mình sẽ bấm vô chữ set ok và mình sẽ bấm lên xuống và chọn đây là mình cắt 100 Hz nè các bạn, hai tiếng mình đã thấy đã sự biến động rồi đúng không? Và dù em không phân xuất nguồn thì những cái tiếng ồ mà hoặc là những dòng ai mà trầm, nói chung là có những cái ồ rền thì họ cắt đi tùy thôi, mỗi người mỗi sở thích mà. Nhưng mà thường thường là cái mặc định thì nó sẽ cắt 100%, còn này đưa cái giải hẹp cao lên nè, cái shape cao lên nè. Alo, 1, 2, đó. Nó có rất nhiều kiểu cắt cho các bạn cắt. Đó, 1 kiểu, 2 kiểu, 3 kiểu và Norman. Ok, tổng cộng chúng ta sẽ có 3 đường cắt EQ, nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng cái này. Rồi, ok, chúng ta cắt 100 Hz nha. Để chúng ta sử dụng. Rồi, đi mình sẽ trở về flash tại vì máy của anh Tuấn mình sẽ set sau qua hệ thống khác. Rồi, sau khi mà chúng ta ok cái này rồi, chúng ta bấm set là đồng ý. Sau đó nó sẽ store lại và nó đã lưu lại. Đó, cái này thì đó cũng rất là đơn giản. Còn cái này dòng setup này thì nó liên quan đến là các bạn lead để chúng ta kết nối với những cái bộ receiver khác của Sennheiser, nó có cổng dây mạng phía sau á các bạn, cổng LAN á. Con set, nói chung là Sennheiser nó có nhiều cái kỹ thuật chuyên sâu lắm, Vũ cũng không có nắm hết được. Mình sẽ chỉ cho các bạn những cái cơ bản, nói chung là những cái mà các bạn sẽ biết mà những người tiêu dùng chúng ta không biết được. Rồi, ok, thì nói chung là nó nôm na nó cũng chỉ có như vậy thôi. Quan trọng là cái dB á các bạn. Cái EQ là cái thứ nhất nè, cái thứ hai nữa là cái dB, AF out tức là cái dB nè. Như vậy là Vũ đã chỉ các bạn xong tất cả những cái thao tác ở trên cái control của cái time mix cũng như control ở trên cái mặt màn hình LED của cái cục receiver của dòng Sennheiser G4. Các bạn lưu ý nha, nó có phải hai phần dB, chúng ta đừng có hiểu lầm. Thứ nhất là cái đơn để chúng ta nó cũng là volume, nhưng mà ở đây là volume out cho thiết bị ngoại vi như là mixer hay những thiết bị khác. Còn cái volume ở trên tai mic á, nó là thuộc dạng là volume gọi như là get noise, chúng ta tăng cái volume khả năng nhận từ cái giọng miệng miệng từ cái dB từ miệng chúng ta trực tiếp đến đầu micro, tức là nó chấp nhận thu vào đầu á, thì cái đó là volume riêng. Còn này volume out, hai cái nó khác nhau nha, nhưng mà thực tế nó cũng chỉ là volume thôi. Nhưng mà phải các bạn phải hiểu nha, để chúng ta canh nó hú rít hay là nó xé tiếng hát thì nó kỳ lắm. Còn những cái đầu mà xịn á, khi mà các bạn chạy nghiệm đồ xịn, các bạn đưa vô tự nhiên nó hay sẵn. Nói chung là các bạn không cần setup gì nhiều đâu, đưa vô thì giọng ra như thế nào ra như vậy đó. Như Vũ đang thu đây là cắm trực tiếp, đâu có setup gì đâu. Trên combo S1 Vũ đang để là nó đang là để mặc định flat hết, nên thì alo thấy cũng rất là nhẹ nhàng, để chút reverb nghe hát cũng say sưa rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cái video này giúp được các bạn nào mà đang muốn bán những dòng sản phẩm này mà chưa biết setup này á, thì cho Vũ một like, cũng như khách hàng đang dùng á, thấy video hữu ích á, đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like để Thiên Vũ làm nhiều video hay hơn chia sẻ cho mọi người nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye.